Mới đây, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vừa thông báo lịch chạy tàu trong tháng 3, tháng 4 và dịp lễ 30 tháng 4, quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 tới đây. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội sẽ chạy hàng ngày với các đôi tàu SE3, 4, SE5, 6, SE7, 8. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng cũng chạy hàng ngày đôi tàu SE21, 22, tàu SNT2, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang trong tháng 4 chạy các ngày thứ năm thứ sáu hàng tuần riêng tháng 5, tuyến này chỉ chạy ngày 1 và 2. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết, tàu SPT1, SPT2 chạy các ngày thứ 6, 7 và chủ nhật trong tháng 3 và tháng 4, riêng trong tháng 5 tuyến này chỉ chạy các ngày 1, 2, 3. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết thêm, tùy tình hình thực tế, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.